Rồi chào anh Phi, mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc ha. Em tên là Tấn, địa chỉ của em là xã Thới Hội, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại Zalo của em là 0375717174 Zalo nha bà con. Cũng chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ em nhiệt tình trong thời gian vừa qua hết clip nha. Rồi bữa nay tiếp tục đem về cho bà con là 30 phôi nguyệt quế tàn luôn nha. Có tàn có phôi luôn nha bà con. Tầm trung bao ghẻ luôn bà con ơi. Rồi số 1. Không làm bà con chờ lâu, vô làm liền luôn. Một cốc dáng siêu siêu tàn đa ha. Dạ số điện thoại là 0375717174 Zalo nha bà con. Rồi cao 100. Hoành là 26. Mã số 1 này Zalo giá 600 bà con ơi. Bao ship nha bà con. Lô này làm bao ship hết nha, nhưng mà bảo hành cho bà con 3 tháng nha. Ship toàn quốc nha. Ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi luôn. Tiếp tục là mã số 2. Số 2 là một cốt giật lắc nha bà con, giót đọt luôn nha. Cốt cành làm cắt giật trừ hao nha bà con. Cao là 1m45. Đo ngay cổ nha bà con, là 31 hoành. 31 hoành ngay cổ nha. Còn đo cắn xuống nữa là tầm 35 hoành nha bà con. Đế khá là đẹp luôn nha. Nó có mấy cục bú này, nó đang lên mấy cục bú rất là đẹp nha bà con. Rồi cây mã số 2 giao lưu giá 1,2 triệu bà con ơi. Bao sống 3 tháng bao ship luôn. Rồi đổi luôn. Đếp cái con giật lên được rồi. Mã số 3 luôn bà con ơi. Một cốt tàn đa nha. Rồi chiều cao là 120. Quạnh là 30. Thoát thân này chắc cả 7 tắc nha bà con. Rồi mã số 3 giao lưu với giá 800 bà con ơi. Đó rồi. Rồi đổi luôn. Số 4 lên luôn. Là một cốc tàn đa nha bà con. Rồi chiều cao 100. Dạ, hoành 26. Đo cái đít nở chắc tầm 32 nha bà con. Hoành 26, cao 100. Mã số 4 giao lưu giá 750 bà con ơi. Rồi, đổi luôn. Chưa từ từ dời cái này vô. Rồi. Mã số 5 luôn. Rồi, cây một cốt tàn đa nha bà con. Chiều cao 120. Dạ. Dạ, hoành eo là 25. Cái này nó cũng có cục bú khá là lạ nha bà con. Hoành eo 25 nha, hoành củ đặc của nó chỗ này là 34 nha bà con. Dạ, yeah, cục bú rất là duyên dáng, mà hàng này thoát thân. Thoát thân là 5 tắc. Rồi mã số 4 này giao lưu với giá là 900 nha bà con. Để khá là đẹp. Ủa cái đó số 5 hay số 4? Cây đó là cây mã số 5 nha bà con. Bà con thông cảm nha. Mã số 5 900. Ôi, mã số 6 luôn. Mấy cây mà lộn hoài luôn. Cao 120, mã số 6. Hoành là 31. Đế là nơm đẹp nha bà con, đều bốn mặt luôn. Rồi mã số 6 vô lưu giá 800 bà con ơi. Rồi, đổi luôn. Số 7. Cốt dáng tàn đa, dáng siêu siêu nha bà con. Chiều cao là 120. Đó. Cái hoành ở dưới này em đo hai vị trí nha bà con. Vị trí này là 38. Đó, trên cái eo nhỏ nhất trên đây là 29 nha bà con. 29 hoành. Mã số 7 này giao lưu giá 900 bà con ơi. Rồi, đổi luôn. Đục,
số 8 mà con ơi. Cốt tàng đa ha. Mà con muốn chơi cây trực lắc lần lượt thì rút cốt cành lại nha bà con. Rồi cao là 89. Hoành là 36. Rồi mã số 8 vô lưu giá 1 triệu bà con ơi. Rồi, đổi luôn. Rồi số 9 luôn. Tiếp tục là một cốt tàng đa nha, dáng thú ngồi rất là đẹp nha bà con. Cao là 103. Hoành là 27. Rồi mã số 9 này giao lưu với giá là 750 bà con ơi. Bầu đất là bao gin cho bà con luôn. Đất này giống như là đất pha cát nha bà con, rễ cám nó rất là mạnh nha. Rồi đổi luôn, không phải nguyên cục đất sét nha bà con. Mã số 10 luôn bà con ơi. Cây này củ đế khá là đẹp nha, thoát thân cũng 5 tấc nha bà con. Chiều cao là 140. Hoành cái eo này là 29. Cổ ghế là 36 nha bà con. Củ đế nôm rất là đẹp nha. Tán ngang nó là 1m4 luôn nha bà con. Rồi mã số 10 giao lưu giá 1,2 triệu bà con ơi. Rồi đổi luôn. Mười một luôn bà con ơi, cũng là một cốt tàng đa luôn. Cao là 90, hoành là 28. Rồi mã 11 giao lưu với giá 800 bà con ơi, 800 luôn, bao sống 3 tháng bao ship luôn. Rồi đổi luôn. Dạ con chốt luôn như mấy clip trước thì để giá hữu nghị luôn nha bà con, có nhỏ có lớn nha. Rồi tiếp tục là 12. Cây này một cốt tàng đa thiên nhiên rất là đẹp nha bà con. Đây có bông. Cây này nó đang bông chùm chùm luôn nha. Đây cũng chùm. Rất là thơm nha bà con, chiều cao 1,5 m. Ngang cũng 1,5 m luôn bà con ơi. Hoành là 40. 40 hoành nha bà con. Rất thước luôn. Này. 40 hoành. 42 tính 40 nha. Rồi cây mã số 12 này giao lưu giá 2 triệu bà con ơi. Cây này tiền ship 600-700 ngàn nha bà con. Rồi đổi luôn. Rồi 13 luôn bà con ơi. Là một cốt tàng đa nha. Cao là 120. Hoành là 24. Củ đế khá là đẹp nha. Rồi 13 vô lưu giá 600 bà con ơi. Rồi xuống luôn. 14 luôn bà con ơi. Đế khá là đẹp nha bà con. Dáng trực lắc luôn. Cao là 79. Đo cái đích nở của nó nha bà con. Cổ rễ nè, 35. Eo trên là 33. Rồi 14 giao lưu giá 800 bà con ơi. Rồi đổi luôn. Mười lăm luôn. Tiếp tục là cây tông cao nha. Chiều cao là 110. Hoành là 26. Rồi 15 giá giao lưu giá 600 bà con ơi. Luôn này là đế khá là đẹp nha bà con. Không có tệ hay gì đế nha. Rồi đổi luôn. Mười sáu luôn. Nhỏ có gió nha bà con. Dáng thú luôn. Con thú nằm. Cao là 110. Hoành là 23. Rồi mã. Mã 16 vô lưu giá 600 luôn bà con ơi. Rồi, đổi luôn. Tiếp chung. Rồi 17 luôn. Một cốc tàng đa nha bà con. Cao là 125.
Hoành là 26. Thọc thân là 6 tắc. Ôi má 17 giao lưu giá 550 luôn bà con ơi, giá bao mềm luôn. Ôi đổi luôn. Cái 18 cây này khủng lắm nha bà con. Rất là đẹp. Nhỏ nhưng mà có cái hình thú rất là đẹp nha bà con. Cao là 95. Hoành là 20. Đó, cây 18 này giao lưu với bà con giá 450 ngàn luôn. Cũng vẫn bao ship, bao sống 3 tháng nha bà con luôn. Luôn. Số điện thoại em là 0375717174 của Zalo nha bà con. Rồi 19 luôn. Cao là 86. Hoành là 20. Củ đế cũng dễ thương nha bà con. Cái này mình chặt ngang đây mình lấy đỉnh mình chơi. Để bạn nào chơi rất là đẹp nha bà con. Rồi hai mã 19 này Zalo giá 450 bà con ơi. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp tục mã 20. Rồi, cây này dáng trực lắc rất là đẹp nha. Rồi cao là 59. Hoành là 28. Rồi mã 20 này Zalo giá 800 bà con ơi. Rồi đổi luôn. Tiếp tục là 21. Cái này giờ con giật cốt cạnh lại chơi nha. Cao 90. Hoành 38. Mã 21 giao lưu với giá 900 bà con ơi. Rồi đổi luôn. À. 22 bà con ơi. Cao là 65. Hoành là 30. Ôi, mã 22 giao lưu giá 600 luôn bà con ơi. Rồi, đổi luôn. 23, 24 ngoái kìa. Tục mã 23 bà con ơi. Hàng mini giá rẻ luôn. Chiều cao là 90. Hoành là 20. Rồi giao lưu với bà con giá 500k luôn. Bao sống 3 tháng bao ship luôn nha. Cây này đang xì tự rất là mạnh nha bà con. Rồi đổi luôn. Hàng 14 luôn bà con ơi. Cốt tông cao nha. Cao 135. Hoành là 26. Thoát thân là 6 tắc. Rồi cái 24 này giao lưu giá 600 luôn bà con ơi. Rồi đổi luôn. Tục là mã 25 bà con ơi. Ơi. Đây là một cốt tàng đa rất là đẹp nha bà con. Chiều cao là 2m, ngang 2m nha bà con. Hoành là 39 vị trí này. 39 hoành nha bà con. Đế khá là đều đẹp luôn nha. Rồi mã 25 này giao lưu giá 2,2 triệu bà con ơi, cũng bao ship luôn. Bảo hành cho bà con 3 tháng luôn. Cây này em có đánh lá bớt nha bà con. Đấy, để nguyên lá cây nó si cây. Rồi, đổi luôn. Số điện thoại giao lưu em là 0375717174 Zalo bà con ơi. Đó, tiếp tục đây. 26 là một cây phôi tàng đa thiên nhiên nha bà con. Chiều cao 110. Hoành là 42. Vị trí này là 42 hoành nha bà con. Eo là 40 nha. Tán ngang nó là
110. Rồi mã 26 này giao lưu với giá 2 triệu luôn bà con ơi. Tiền ship không cũng 6-700 mà. Rồi đổi luôn. Qua đó không được, qua qua máy xong. Tập mã 27 bà con ơi. Cao là 1,5 m, ngang là 1,2 m nha bà con. Hoành là 23, thoát thân là 7 tấc nha. Rồi mã 27 này giao lưu với giá 800 bà con ơi. Cũng bao ship, bao sống 3 tháng luôn. Cái này ship cũng 300-400 ngàn nha bà con. Rồi đổi luôn. Xuống đất luôn. Cây đó không có như trong dinh cây tàn này ra cũng được, dinh bàn quay cũng được, vô đây cũng là. Cái đầu chim đó, miếng dán nó cũng được. Rồi tiếp tục là mã 28 nha bà con. Cây này cũng là cuối cùng của clip nha bà con. Một cốt 28. Mới xuống cây 27 rồi. Đấy, ghi lộn số nhưng mà giờ mình đọc lại đúng số. Cao là 1,4 m nha bà con. Ngang 1,5 m. Hoành nó là 24. Thoát thân nó 3 tấc rưỡi nè. Cây này nó cũng đang nu cục, nó rất là đẹp nha bà con. Nhỏ mà nó già, cây nó nu. Cây này em cũng đánh lá bớt nha. Rồi mã 28 này giao lưu giá 1,2 triệu luôn bà con ơi. À, đây cũng số điện thoại giao lưu của em là 0375717174 Zalo nha bà con. Rồi cây này cũng là cây cuối clip, cũng rất mong được sự ủng hộ của bà con ha. Rồi mến chào bà con.